Ukraine nói Nga điều trực thăng để phá phòng tuyến Donbass. NATO nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan, Thụy Điển. Truyền thông Hồng Kông bình luận, Nga đang mắc sai lầm tính toán địa chính trị lớn nhất sau Thế chiến II. Tổng thống đắc cử Philippines muốn quan hệ với Trung Quốc ở cấp độ cao hơn. Nhật cảnh báo quan hệ với Trung Quốc nhiều khó khăn. Từ bỏ đăng cai ASEAN Cup các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chăng thất vọng với bóng đá nam? Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 18 tháng 5 của Đài TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Ukraine nói Nga điều trực thăng để phá phòng tuyến ở Donbass. Thưa quý vị, hôm nay, giới chức Kyiv cho biết Nga huy động 15 trực thăng để tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine, bao vây lực lượng phòng ngự ở tỉnh miền đông Lugan và Donetsk. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm nay, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng các trực thăng vũ trang được Nga khai triển để tăng cường cho chiến dịch tấn công nhằm vào phòng tuyến của Ukraine ở Lugan, miền đông nước này. Lực lượng tấn công Nga đang duy trì sức ép lớn lên các thành phố Severodonetsk và Lysychansk ở Lugan bằng các cuộc pháo kích công kích đồng thời mở rộng phạm vi tấn công xuống các làng ở phía nam. Sehid Heydey, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự của chính quyền Ukraine ở tỉnh Lugan. Cho biết hôm 17 tháng 5, Lugan đã hứng chịu 15 đợt pháo kích cùng ngày và nhà máy Severodonetsk trong khu vực tiếp tục bị tấn công. Tại Donetsk, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Slovenia. Nga đang tìm cách bao vây các đơn vị của Ukraine xung quanh thị trấn Liman và kiểm soát khu định cư Drobyshevets gần đó. NATO nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan, Thụy Điển Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay gọi việc Phần Lan, Thụy Điển từ bỏ tình trạng trung lập để gia nhập khối hiệp ước quân sự này là một thời khắc lịch sử và NATO sẽ không bỏ lỡ cơ hội nắm bắt lấy điều đó ông Stoltenberg phát biểu tại một buổi lễ. Đây là một thời khắc lịch sử mà chúng ta phải nắm bắt. Khoảnh khắc được nhiều người mô tả sẽ đi vào lịch sử là lúc đại diện Thụy Điển và Phần Lan trao cho phía NATO đơn xin gia nhập, được đựng trong tập hồ sơ màu trắng in nổi quốc kỳ. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, tôi nhiệt liệt hoan nghênh yêu cầu gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Chúng tôi tin rằng sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho các nước NATO ở biển Baltic. Theo quy định của NATO, Việc kết nạp thành viên mới phải nhận được sự đồng ý của tất cả các thành viên hiện có. NATO đang có 30 nước thành viên, đồng nghĩa với tất cả 30 nước này phải gật đầu thì Phần Lan và Thụy Điển mới được gia nhập. Một số nhà ngoại giao tính toán, quá trình phê chuẩn của các nước thành viên có thể phải mất đến một năm. Đó là còn chưa kể đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên NATO, đang không ủng hộ việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển với lý do các nước này hỗ trợ những lực lượng chống đối, khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng Thư ký NATO Stoltenberg trả lời khi được hỏi về thái độ của Ankara. Chúng tôi quyết tâm giải quyết tất cả các vấn đề và đưa ra kết luận nhanh chóng, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của tất cả các đồng minh khác. Tất cả các đồng minh đều nhất trí về tầm quan trọng của việc mở rộng NATO, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi phải sát cánh cùng nhau. Helsinki, Stockholm và các đồng minh phương Tây khác vẫn lạc quan rằng họ có thể vượt qua sự phản đối của Ankara. Đại diện các nước thành viên tại NATO sẽ thảo luận về đơn xin gia nhập trong hôm nay 18 tháng 5 và có thể bật đèn xanh cho bước tiếp theo là mở các cuộc đàm phán chính thức với Phần Lan Thụy Điển. Thưa quý vị, trang tin Hồng Kông SK01 ngày 17 tháng 5 cho rằng với việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO do tác động của việc Nga đưa quân vào Ukraine, Nga đã mắc sai lầm địa chính trị lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự phản đối việc hai nước này gia nhập, nhưng do các nước NATO khác gần như nhất trí ủng hộ, nhiều nhà phân tích cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ nhận nhượng, rút bỏ sự phản đối sau khi giành được một số lợi ích. Có nghĩa là Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO đã chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ lấp đầy khoảng trống chiến lược đã tồn tại ở hướng Bắc Âu kể từ khi NATO thành lập, và toàn bộ phía châu Âu của họ sẽ áp sát Nga hơn. Bài báo viết một trong những lý do chính khiến Tổng thống Nga Putin phát động cuộc chiến chống Ukraine là do NATO đang mở rộng về phía đông, cố gắng kết nạp Ukraine, tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga, nên họ quyết định tung đòn quân sự trước kiểu tiền phát chế nhân để loại bỏ vĩnh viễn mối đe dọa an ninh do việc Ukraine trở thành thành viên NATO gây nên. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của ông Putin, khi mà mối đe dọa từ Ukraine vẫn chưa được dẹp bỏ, ở hướng Tây Bắc, biển Baltic quan trọng hơn. Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vì chiến tranh Nga-Ukraine kích thích khiến biên giới NATO mở rộng hơn về phía biên giới biển Baltic nhạy cảm đối với Nga. Việc tìm kiếm an ninh tuyệt đối chắc chắn sẽ dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh lớn hơn và Nga hiện đang lâm vào tình thế khó xử như vậy. Giữa Phần Lan và Nga có một đường biên giới dài hơn 1.300 km là một tuyến trọng điểm trên biển Baltic cùng với Thụy Điển và chỉ cách Saint Petersburg, Nga một bước chân Phần Lan gia nhập NATO, ngoài việc tạo thành sự phong tỏa quân sự đối với Nga ở biển Baltic, cũng sẽ khiến Nga mất ngủ về an ninh trên đất liền. Thưa quý vị, nếu NATO khai triển tên lửa và máy bay ném bom chiến lược đến Phần Lan, một khi chiến tranh nổ ra, chỉ cần 10 phút là các máy bay của họ đã bay đến Saint Petersburg. Điều này sẽ làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của Nga. Tất nhiên đây chỉ là tình huống giả định, bởi sau khi hàng loạt quốc gia Đông Âu gia nhập NATO, NATO đã không khai triển lực lượng quân sự tại các quốc gia này trước khi xảy ra sự kiện Crimea. Nếu cứ đạp thêm Phần Lan và Thụy Điển, NATO sẽ càng khiến Nga lo ngại hơn về an ninh. Ngoài ra, một số chuyên gia đã tính toán rằng sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, chiều dài đường biên giới của Nga và NATO sẽ tăng lên gấp 3 lần. Theo đó, ngoài sự cần thiết phải điều chỉnh việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến lược, Nga cũng phải tăng cường vũ khí thông thường và đầu tư vào quân sự, bao gồm cả việc mở rộng hạm đội Baltic và hạm đội phương Bắc. Điều này cũng sẽ khiến nền kinh tế vốn đã căng thẳng của Nga và gánh nặng quân sự càng thêm nặng. Do đó, sau khi Phần Lan và Thụy Điển bày tỏ ý muốn gia nhập NATO, Nga đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo an ninh đối với Phần Lan và Thụy Điển. Bài báo nhận định, mặc dù đưa ra những lời đe dọa bằng lời nói, ít nhất cho đến nay, Nga hiện đang đún sâu vào chiến trường Ukraine, e rằng không có cách nào khác tốt hơn trước việc hai nước Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO bởi vì tình hình ngày nay đã hoàn toàn khác so với vài năm trước. Bài bình luận viết, không còn nghi ngờ gì nữa, Nga là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng. Việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ kết thúc vĩnh viễn lịch sử Phần Lan hóa lâu nay của họ, khiến quốc gia này từ chỗ an ninh trung lập dưới sự chế ngự của Nga trở thành nước được NATO bảo đảm an ninh tuyệt đối, sẽ làm thay đổi sâu sắc đường biên giới địa lý kể từ sau cuộc chiến tranh Nga Phần Lan. Bài báo kết luận: NATO đã mở rộng hơn nữa đường biên giới của mình về phía đông và sức mạnh sẽ được hồi sinh bằng cách kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói, cuộc chiến ở Ukraine dường như đã mang lại cho NATO một sự thức tỉnh nhờ sốc điện. Khiến cho cỗ máy quân sự này đang ở trên bờ vực chết não, được hồi sinh và chuyển động. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm thứ Tư cho biết quan hệ với Trung Quốc sẽ mở rộng và chuyển sang cấp độ cao hơn dưới thời chính quyền của ông. Ông Marcos nói rằng ông đã tổ chức các cuộc đàm phán rất quan trọng qua điện thoại vào thứ Tư với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập cũng đã đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận toàn diện hơn về nhiều vấn đề. Tổng thống đắc cử Philippines cho biết, ông Tập cũng thừa nhận vai trò của người cha quá cố trong việc mở mang quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cha ông Marcos Zaya là cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, được biết đến là nhà độc tài khét tiếng của Philippines ông Marcos nói trong một tuyên bố: Con đường phía trước đã mở rộng mối quan hệ của chúng ta không chỉ ngoại giao, thương mại mà còn về văn hóa, thậm chí cả giáo dục, tri thức, y tế để giải quyết bất kỳ bất đồng nhỏ nào mà chúng ta có hiện tại. Tôi đã nói với ông ấy rằng chúng ta không được để những xung đột hay khó khăn mà chúng ta đang có hiện nay giữa hai nước trở nên quan trọng về mặt lịch sử. Mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã giãn nứt trong những năm gần đây. Về vấn đề biển Đông, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Marcos sẽ tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, tiếp tục chính sách tái hợp của Tổng thống Rodrigo Duterte, đồng thời duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi hôm nay cảnh báo quan hệ Tokyo-Bắc Kinh đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc hội đàm đầu tiên sau 6 tháng với người đồng cấp Vương Nghị. Ông Hayashi cảnh báo rằng quan hệ song phương đang đối mặt với nhiều khó khăn và dư luận Nhật Bản đang rất gay gắt với Trung Quốc. Ngoại trưởng Nhật cũng bày tỏ quan ngại về hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông. Đáp lại, ông Vương Nghị cho hay những thông tin về Nhật hợp tác với Mỹ đối phó Trung Quốc đang xuất hiện ngày càng nhiều và tạo ra bầu không khí u ám. Theo nội dung cuộc trao đổi được đăng trên website Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương tuyên bố hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ không nên tạo ra tình trạng đối đầu giữa các bên. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng Trung Nhật kể từ tháng 11 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng. Trong cuộc hội đàm, ông Hayashi kêu gọi Trung Quốc thực hiện vai trò có trách nhiệm để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhật Bản đã cùng các đồng minh phương Tây đã áp các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Nga do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong khi Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lược của Moscow. Từ bỏ đăng cai ASEAN Cup các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chăng thất vọng với bóng đá nam? Thưa quý vị, sau khi hoãn và hủy bỏ một số sự kiện thể thao, Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây vài ngày đã thông báo rằng họ từ bỏ quyền đăng cai vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Một số nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc từ bỏ ASEAN Cup có thể liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh, nhưng nhiều khả năng có liên quan đến sự thất vọng của ban lãnh đạo cấp cao đối với thành tích của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc. Vào ngày 6 tháng 5, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 25 tháng 9 tại Hàng Châu, đã bị hoãn lại do dịch bệnh. Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á dự kiến tổ chức tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông vào cuối năm cũng bị hủy bỏ. Thế vận hội mùa hè Đại học Thế giới lần thứ 31, ban đầu dự kiến tổ chức tại Thành Đô, Tứ Xuyên vào tháng 6, cũng đã bị hoãn lại đến năm 2023. Ngày 14 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác nhận Trung Quốc đã từ bỏ quyền đăng cai vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Cùng ngày, Ban tổ chức ASEAN Cup Trung Quốc đã ra thông báo cho biết, AFC ASEAN Cup 2023 ban đầu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 16 tháng 6 đến 16 tháng 7 2023. Nhưng do tình hình dịch bệnh, Ban tổ chức Trung Quốc khó có thể đưa ra các cam kết và sắp xếp để ASEAN Cup năm sau được tổ chức theo chế độ hoàn toàn mở. Sau khi cân nhắc, Ban tổ chức quyết định ASEAN Cup lần này sẽ được tổ chức ở một địa điểm khác. Về vấn đề này, một số người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra khó hiểu. Vẫn còn 14 tháng nữa mới diễn ra giải đấu và bây giờ chúng ta buộc phải cam kết ngăn chặn dịch bệnh. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tại sao phải quyết định trước lâu như vậy? Tờ Minh Báo của Hồng Kông hôm 17 tháng 5 bình luận rằng việc hủy bỏ một sự kiện thể thao quốc tế lớn sẽ diễn ra một năm sau đó là điều khá bất ngờ. Việc bỏ ASEAN Cup lần này có thể liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng ở mức độ lớn hơn có lẽ là do sự thất vọng của ban lãnh đạo cấp cao nhất đối với thành tích của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc. Bài báo cho biết ông Tập Cận Bình tự nhận là một fan cuồng bóng đá sau khi phụ trách công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh trên cương vị chủ tịch nước. Ông đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến bóng đá Trung Quốc. Ông từng nói rằng đội tuyển Trung Quốc được dự World Cup, đăng cai World Cup và vô địch World Cup là ba nguyện vọng của mình. Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2014, Bộ Giáo dục thông báo sẽ thiết lập và cải thiện cơ chế giải bóng đá 4 cấp cho các trường tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, đồng thời có kế hoạch mở rộng số lượng dạy bóng đá được chỉ định lên khoảng 20.000. Vào năm 2015, nhóm cải cách sâu rộng của Ủy ban Trung ương đã xem xét và thông qua kế hoạch tổng thể về cải cách bóng đá của Trung Quốc, với mục tiêu trung hạn là bóng đá nam trở thành một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Theo báo cáo, màn trình diễn của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc trong thời gian qua đã khiến người hâm mộ Trung Quốc, trong đó có ông Tập thất vọng. Ở loạt đầu quốc tế, khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á không những bị nới rộng hơn mà còn lần lượt dễ thua Thái Lan, Việt Nam, Hòa Philippines và Ấn Độ khiến thứ hạng châu Á tụt từ thứ 9 xuống thứ 10 trong bảng xếp hạng. Ở AFC Champions League năm nay, hai câu lạc bộ thuộc Super League của Trung Quốc đã cử đội trẻ của mình thi đấu chiếu lệ khiến dư luận quốc tế chỉ trích. Bài báo kết luận rằng, theo tình hình hiện tại, cơ hội hồi sinh trong một năm của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc là rất nhỏ. Thi đấu với phong độ như vậy ở nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ không chỉ là một sự ô nhục mà còn gây ra tình trạng bất ổn cho người hâm mộ và các sự cố xã hội. Vào ngày 16 tháng 4 năm nay, hai đội bóng thuộc Super League của Trung Quốc là Sơn Đông Thái Sơn và Quảng Châu đã thi đấu ở vòng bảng AFC Champions League. Ở lượt đầu tiên, Sơn Đông Thái Sơn đã để thua 0-7 trước Taegu FC, cường quốc của giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Đội Quảng Châu thua 0-5 trước đội Malaysia Johor trong ngày thi đấu đầu tiên, hai đội Trung Quốc đã để thua tới 12 bàn và không ghi nổi một bàn thắng nào. Một bài báo khác cho rằng, trong hai trận đấu này, thủ môn của cả hai đội đều mắc những lỗi cơ bản, thậm chí còn mắc nhiều lỗi nhập dư hơn cả nghiệp dư. Hai đội bóng do Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cử đến đã thi đấu vô cùng thất vọng. Điều đó khiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Trần Tuất Nguyên mất mặt. Bài báo đánh giá của những người sáng tạo trong lĩnh vực thể thao chất lượng cao cho rằng AFC Champions League là sự kiện cấp cao nhất dành cho các câu lạc bộ châu Á và vị thế của nó tương đương với Champions League châu Âu và Copa Libertadores ở Nam Mỹ. Và tầm quan trọng của nó là hiển nhiên. Tuy nhiên, đội Quảng Châu và đội Sơn Đông đã liên tiếp gây thất vọng ở AFC Champions League. Ngày 1 tháng 2, đội tuyển Trung Quốc đá trên sân khách với Việt Nam và thua liền hai bàn không gỡ ngay sau trận mở màn. Trung Quốc thua 1-3 trước Việt Nam. Đội đã thua cả 7 trận trước đó khiến người hâm mộ có mặt rất tức giận. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc thất bại trước Việt Nam sau 62 năm. Đồng thời tuyên bố đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã hoàn toàn vắng mặt tại World Cup Qatar diễn ra vào cuối năm nay. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng của người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo